hello xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của lát nha bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 222 được mang tên là cuộc chiến đỉnh cao của bộ truyện thế giới hoàng mỹ tác giả thường đông diễn đọc lát chúc mọi người nghe truyện vui vẻ xin cảm ơn tất cả mọi người à mọi người xem mà thấy hay ít nhất hãy ủng hộ cho lát bằng cách like bình luận chia sẻ kênh của lát còn bạn nào mà có ủng hộ nhiều hơn cho lát có thể thông qua các hình thức như là ví momo viettel pay zalo pay hoặc payban hoặc địa chỉ ngân hàng lát có dán tất cả dưới mô tả video chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ xin cảm ơn tất cả mọi người Trận thứ 387 vô cùng kinh khủng. Lại là một vị quái thai cổ đại tay cầm pháp khí thiên thần. Ngoại trừ Ninh Xuyên, hoàng ra thì người khác chắc chắn sẽ bị giết chết rồi. Trận chiến này Ninh Xuyên đã bị áp chế một phen công phu. Đối phương không chỉ có pháp khí thiên thần mà còn nắm giữ một loại nguyền rủa nào đó khiến cho hắn thiếu chút nữa để gặp nạn. Sau lưng của hắn hiện lên một tấm thiên đồ, quấn lấy người kia, tiếp đó luyện hóa thành một đống xương trắng. Một vị quái thai cổ đại đã ra đi, Mọi người khiếp sợ đồng thời cũng cảm thấy thương tiếc thay cho hắn. Đã từng ngạo thị một đời, vô địch thiên hạ, thế nhưng giờ lại gặp phải người mạnh hơn mình nên phải chết như vậy. Hơn nữa, vị từng là vương giả này dù có sở hữu pháp khí thiên thần thì cũng không cách nào địch lại Ninh Xuyên. Ninh Xuyên thắng tới trận thứ 400 thì dừng lại chứ không còn tha tay nữa. Bởi vì liên tiếp chiến đấu với những người có bí bảo chí cường nên tinh lực đã bắt đầu cạn kiệt rồi. Đặc biệt là người cuối cùng vừa rồi, dù sao cũng từng là vương của cổ đại, nên đã khiến cho hắn tiêu tốn một phần khí lực. Nếu như không có cường địch thì cũng chẳng nói làm gì. Hắn có thể tiếp tục thủ dài, nhưng Ninh Xuyên lại nhìn thấy Hoàng đang từ từ khôi phục, cũng thấy được trích tiên thập quan vương ở nơi xa. Hắn không dám bất cẩn nên từ từ rời khỏi sân đấu, để cho bản thân luôn luôn duy trì ở trạng thái đỉnh cao nhất, dù cho yếu đi một chút cũng không được, cho nên mới không tiếp tục nữa. Một lát sau, một người khác đi lên, thân thể mơ hồ bởi vì được một ít khí hỗn độn quấn quanh, người này là ai vậy nhiều người không hề nhận ra H hắn là thập quan vương có người nhỏ giọng nói tựa như sợ đụng chạm vào cấm kỵ nào đó cái gì lúc này tất cả mọi người đều khiếp sợ đây chính là thập quan vương được xưng là kỳ tại bất bại sao ngàn dọc tiên cổ từ xưa tới nay vẫn luôn vô địch đừng nói là bọn họ dù là dân bản địa cũng trở nên nhốn nháo nhiều người trợn tròn con mắt quan sát thật kỹ người phía trước này ở thời đại mà hắn xuất hiện chính là khí thôn Sơn Hà, không ai có thể cản nổi. Bên trong dân bản địa cũng từng có người muốn giết hắn, thế nhưng mỗi đời qua đi mà hắn vẫn bình yên vô sự, né tránh được những cái thiên thần từng có thù với mình. Sư tộc của lão phu nằm đó từng muốn đối phó với hắn, nhưng mà lại bị hắn giết. Có cao thủ tiền bối thuộc dân bản địa nói, bất kể là ba ngàn châu hay là ở khu cổ địa này, thập quan vương đều là một thần thoại vô địch, là một truyền kỳ, sau khi hắn tới thì chẳng hề có ai dám tranh đấu nhưng tới lúc cuối thì vẫn có sinh linh cầm pháp khí thiên thần xuất thủ thế nhưng thập quan vương cũng chẳng hề sợ hãi khi hỗn độn quét ra rồi tiêu diệt tên này chỉ là tiểu đạo hắn chỉ nói vài chữ như vậy bên dưới có người thở dài thầm tán thành một đứa bé cầm một lưỡi dao sắt trong tay thì cũng khó lòng đánh trả người trưởng thành được thập quan vương có tư cách nói như vậy bởi vì hắn đủ mạnh mẽ việc này làm cho những người xung quanh âm thầm nhíu mày đã chuẩn bị nhiều năm như vậy rồi mà chẳng hề có chút tác dụng nào cơ bản không thể làm gì được ninh xuyên thập quan vương tiếng sáo từ xa trường tới một người chân đạp hư không tà áo tung bay cứ như một vị trích tiên hắn vô cùng kỳ ảo, không dính chút khối bụi trần gian nào trích tiên đã tới rồi chính là một chàng trai thần bí đến từ hung sào hắn tay cầm một thanh cốt địch trắng tinh khiết đứng đối diện với thập quan vương Chú thích. Cốt địch là cây sáo được làm từ xương. Tiếp tục. Đạo huynh, xin mời. Trích tiên nở nụ cười khả ái rồi ra hiệu với thập quan vương mời hắn ra tay. Nơi đây sôi trào, hai đại cao thủ tuyệt thế muốn tranh đấu nên đã làm cho mọi người vô cùng phấn khởi. Lần đầu tiên khi ta tiến vào tiên cổ thì cũng từng gặp qua ngươi. Thập quan vương nhìn hắn rồi nói như vậy. Đúng vậy đó Năm đó ngươi và ta cũng đi vào tiên cổ này Cùng nhau bước ba ngàn con đường đá Nhìn mỉm cười chào hỏi nhau mà Trích tiên cười nói Lời này vừa ra làm cho rất nhiều người kinh ngạc Người này chẳng hề tỏ ra vẻ sợ hãi Hai người lại là người cùng một đời Cùng nhau tiến vào tiên cổ sao Là thập quan vương là đời thứ nhất Hay là trích tiên mới là đời đầu tiên Hay là hai người thứ hai thứ ba Việc này không một ai đoán ra được Trích tiên mỉm cười rồi nói Mười đời trước Đạo huynh đã ngạo thị tiên cổ rồi Được xưng là dương của mười đời Chưa từng ai đạt được Vinh quang và cao quý vô cùng Ngươi chính là người đầu tiên khiến ta bội phục đó Cả mười đời chẳng hề tỏa sáng Quả đúng với cái danh sừng vua không ngai vàng Thập quan vương than nhẹ Mọi người nghe được cuộc trò chuyện của hai người Thì cảm thấy choáng váng, Nội tâm nổi sống chập trùng Vậy thì ở đời cuối này, chúng ta hãy kết thúc toàn bộ đi. Trích Tiên vẫn ôn hòa nói. Được. Thập Quang Vương chỉ nói một chữ rồi bắt đầu ra tay. Võ đại như rung lắc, đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Cũng là do hai người này giao thủ nên gây nên. Hồ, bảo thủ Thập Hùng! Rất nhiều người hét lớn đầy sợ hãi. Hai người này quá mức siêu phàm, vừa đấu đã vận dụng đại thần thông vang dội cổ kim. Thập quan Vương đắm ra một quyền, chân lông rít gào, rõ ràng là lông quyền, là bảo thuộc chân lông vô địch. Đây không phải là tán thủ, mà là thần thông cái thế hoàn chỉnh không thiếu sót gì cả. Tay áo của trích tiên pháp phới tựa như đang bay múa, tựa như tiên nhân chuyển thế. Xung quanh hắn sặc sở thải quang, đây chính là đại thần thông của bộ tộc thiên phượng. Chân lông quyết đấu thiên phượng, tất cả mọi người đều há hốc miệng. Chỉ là mới bắt đầu là đòn thứ nhất mà đôi bên đã thi triển bí pháp tuyệt thế như vậy rồi vậy sao không khiến người khác chấn động cho được chứ tạo hóa của hai người cũng khá là to lớn hai môn bảo thuật này không phải là số một số hai ở cả vạn cổ nhưng cũng gần như là vậy rồi sau đó mọi người càng chứng kinh hơn bởi vì hai bên đang nhanh chóng biến hóa bí pháp lần nữa sử dụng những bảo thuật của thập hung trời, trời ơi bọn họ còn nắm giữ bảo thuật cái thế nào nữa đây trên võ đài là muôn vàng pháp tắc vạn tia ráng lành xé tan bầu trời đánh nát mây xanh dù là võ đài cũng phải rung lắc mà từ xưa tới giờ chưa hề diễn ra lần nào. Trước kia lúc tu sĩ chiến đấu thì võ đài cũng yên lặng, chẳng hề có động tĩnh nào. Chỉ trong nháy mắt thì hai bên đã giao thủ hơn trăm hiệp. Trong lúc này mỗi bên đều vận dụng tới ba bốn loại bảo thuật vô địch, đều nằm trong thập hung cả. Nghịch thiên sao? Việc này khiến cho mọi người miệng khô lưỡi đắng, kinh ngạc khó nói thành lời. Quả đúng là lông tranh hổ đấu mà. Thạch hạo thầm nói, hắn mở to hai mắt ra, ánh vàng đã lan xuống tới bàn chân rồi hắn đã thành công hoàn thành việc lột xác rồi đời sao tội huyết có dám chiến một trận không ninh xuyên mở miệng đây chính là lần đầu tiên hắn khiêu chiến khi tới nơi này có gì mà không dám chứ ngươi và ta cùng lên thạch hạo chỉ tay về võ đài một lát sau hai người phóng lên trời cao tất cả đều lao lên trên không trung của võ đài cổ xưa đó toàn bộ mọi người đều ngây người ra cũng làm thế được sao hai người không nói lời thừa thải vừa tới là đã chém giết rồi. Đại đối quyết kinh thế, trên một võ đài lại chia làm hai chiến trường, tất cả đều vận dụng tới đại thần thông hiếm thấy trên khắp thế gian. Bọn họ chém giết tới mức nhật nguyệt lu mờ, thiên địa biến sắc. Bốn đại cầu thủ tranh đấu trước nay chưa từng có, võ đài này lại cho phép hai nhóm chí tôn trẻ tuổi tranh bá. Bên dưới mọi người rung rẩy vì nhiệt huyết sôi trào. Đây chính là sự kiện hiếm có trong thiên cổ, cuộc đại chiến vô địch là cuộc tranh đấu chí tôn đã bắt đầu. Tiếng rồng gầm chấn động cả chín tầng trời. Thập Quan Vương với thần quyền uy lực, cánh tay của hắn được một con chân lông quấn quanh, chứng cho vỡ nát cái không gian nơi đây. Lúc hắn vùng tay thì tinh lực ngập trời khiến những đám mây nơi xa cũng bị đánh tan. Nhìn từ xa thì tự như là một chiếc lò tiên đạo cổ xưa đang giải phóng tinh khí. Trước tiên thì dập dìu trong biển tinh lực của Thập Quan Vương, hắn không hề bị áp đảo, vẫn quyết chiến sống còn với địch thủ. Tất cả xem tới hoa cả mắt đúng là một trận chiến gây bất ngờ cho mọi người. Một bên khác thì Thạch Hạo không ngừng đánh với Ninh Xuyên, làm nên dị tượng kinh người, giống như là hai bức tượng chiến thần đang liều mình đánh vậy. Mây gió bay qua khắp Cửu Thiên Thập Địa. "Ninh Xuyên, ngươi nạp mạng đi!" Thạch Hạo hét lớn. Vào lúc này cả người của hắn trở thành vàng ống, sau khi tu thành công pháp của Liễu Thần thì dường như đã trở thành một vị bất diệt kim thân. Hắn lao vọt nhanh xuống dưới, hàng vạn luồng ánh sáng tỏa ra như là đuôi sao chổi cháy bừng lên làm cho không gian xung quanh đều nứt toát ra hàng vạn luồng sáng này dài tới mấy chục dặm tựa như là những ngôi sao lớn từ trong vũ trụ ập xuống hàng vạn luồng ánh sáng chói mắt không thể nào nhìn thẳng vào nó được vào lúc này hắn nắm chặt nắm đấm tựa như là một vị thần vương vô địch giáng thế muốn đánh tan cả trời đất này có thể thấy được nắm đấm màu vàng của hắn đang bốc cháy tinh lực vàng ống lan tỏa ra xung quanh khiến võ đài này cũng rung lắc theo nếu không phải võ đài này vững chắc, không thể bị phá hủy, đổi lại là một nơi nào đó thì sớm đã nổ tung từ lâu rồi. Bởi vì khi nắm đấm này phát sáng đã tỏa ra cả vạn tia ráng lành, trong đó có một vài kim quang ti tí, tí lạc hướng về dãy núi nơi phương xa khiến nơi đó nổ tung. Có thể tưởng tượng ra được uy lực của cái quyền này kinh khủng tới mức nào. Nó có thể đánh nát một ngôi sao ở trên trời. Tất cả mọi người đều nghe dại, một quyền này có mấy ai có thể đỡ nổi. Đời sau tội huyết nhận lấy cái chết Ninh Xuyên quát lên Áo trắng phần phật Tóc bạc pháp phới đầy hào hiệp Ánh sáng thần thánh tỏa khắp Tiếp đó kết ra một cái pháp ứng cường đại Một giây sau ở bên cạnh hắn Hiện lên chính vị cổ thần với dáng vẻ trang nghiêm Khi tức ngập trời Tựa như là chính vị thiên thần đồng loạt xuất hiện Để trấn áp vị phía trước kia Đòn đánh này quá mạnh Mạnh tới mức trời long đất lở Quỷ khóc thần gào Còn có cả sấm chớp đùng đùng mưa máu vàng dùa cảnh tượng này làm cho mọi người đều dựng cả tóc gáy đây là cuộc đại đối quyết kinh thế của hai người bởi vì đã vượt qua cực hạn của cảnh giới này rồi siêu thoát bên trên cho nên đã tạo ra những cảnh tượng kinh dị giống như là trời đang khóc vậy dưới lôi đài tất cả mọi người đều thực sự sợ hãi cuộc đại chiến giữa hai người này ở mức độ nào đây xung quanh hai người là hơn vạn khe hở không gian đang lan về bốn phương tám hướng hai người dường như là chiến giả vô địch đều là khí thôn sơn hà dự tay nhất chân cũng có thể xé tan mảnh thiên địa này. Với rách không gian đen ngòm ngập tràn cả vạn ánh sáng nguyền rủa hai người, cảnh tượng càng ngày càng đáng sợ. Mưa máu tung bay, ma thường gào thét, đây không phải là máu đỏ thực sự mà đều là do bụi nước ngưng tụ và tái hiện lại cảnh tượng đầy kinh khủng của các cường giả đã vượt qua cực cảnh ở ngày xưa đang liều mạng chém giết. Hai người quyết chiến đã gợi nên cuộc hòa ca giữa trời đất, tái hiện lại dị tượng của cuộc tranh bá giữa người mạnh mẽ nhất thời cổ đại. Thật không thể ngờ được Quá mạnh mẽ rồi Trong màn mưa máu đó Trong ánh chớp ầm ầm đó Bên cạnh những vết tích không gian cực lớn đó Ninh Xuyên với phong cách áo trắng tuyệt thế Chẳng nhiễm chút bụi trần Không dính chút máu me nào Càng ngày càng siêu phàm thoát tục Thế nhưng mỗi một kích của hắn Đều có thể rút lấy sức mạnh nhật nguyệt Tràn đầy khí tức sau trời Tựa như là những ngôi sao chết đang oanh tạc xuống dưới Chỉ một đòn tùy ý Đã có thể xuyên thủng bầu trời thần uy không cách nào tưởng tượng ra được. Mọi người đều tái xanh mặt mày. Thứ sức mạnh này nếu như đánh lên trên người bọn họ thì sẽ ra sao đây? Dù cho có hàng trăm hàng ngàn chân thần tới thì cũng chẳng đáng để nhắc tới. Sẽ bị giết sạch, không có chút khó khăn nào. Cũng chỉ có hoang mới có thể chống lại, mới có thể chiến đấu với hắn thôi. Trước đây không lâu mọi người vẫn còn cho rằng hoang chuẩn bị chết rồi. Nhưng hiện giờ lại mạnh mẽ như thiên long sức sống dồi dào, tinh lực cuồn cuộn. Trời ơi! ta chịu không nổi nữa đâu dưới lôi đài có người run rẩy bịch một tiếng kẻ này ngã nhào xuống mặt đất khó lòng chống lại uy thế như vậy ở giữa không trung ngay phía trước thạch thạo không hề có bất kỳ ai có thể chịu đựng được khí tức đầy đáng sợ của nắm đấm này đúng là tựa như đánh nát càng khôn vậy quyền ấn này không gì không xuyên thủng mạnh mẽ vô cùng hai người quyết đấu chỉ trong nháy mắt mà đã giao kích tới ngàn lần giống như những tia chớp va chạm với nhau mà mỗi lần va chạm lại phát ra thần quang chói mắt chiếu hết cả một vùng trời đây là cuộc chiến thần nhân ngút trời dù là chúng thần cũng buồn rầu nội tâm ủ rũ chênh lệch quá lớn người như vậy từ trước tới nay có mấy ai đâu đều là những người tài giỏi tiện tay ra một đòn thôi là có thể giết chết những kiệt xuất đồng đại địch thủ của bọn họ không phải tồn tại ở một đời mà cần phải tìm kiếm khắp từ xa xưa cho đến ngày nay tìm kiếm trong dòng sông thời gian cũng chính là như vậy các chí tôn trẻ tuổi ở những thời đại khác nhau đều phong ấn tới đời này hồng mưu đoạt tạo hóa, cũng như gặp mặt tìm kiếm đối thủ. Nếu không, mỗi người đều sẽ trở thành những nhà vô địch trong cô tịch, cầu mong một trận bại cũng đầy khó khăn. Ninh Xuyên, không phải ngươi luôn miệng nói rằng muốn trấn áp ta hay sao? Ngon thì tới đây đi! Thà thảo hét lớn, đánh mạnh tới trước. Nhất nguyên luyện hư không? Ninh Xuyên khẽ quát, há miệng một luồng khí hỗn độn để tế luyện hư không lập tức cả một vùng thế giới này trở nên mơ hồ rồi dần xuất hiện ra một viên kim đan tiếp đó nơi trán của hắn phát sáng lông văn dày đặc đây chính là đại thần thông trời sinh của hắn chuyện kể rằng hắn có khả năng là một nhân vật cấm kỵ vô thượng nào đó chuyển sinh từng dùng máu rồng để nuôi dưỡng mẫu thai nên đã lưu lại vết tích rồi hóa thành lông văn đương nhiên đây cũng chỉ là lời đồn thôi không có ai chứng thực chuyện hắn là người chuyển sinh cả Thạch Thảo điên cuồng, bên ngoài cơ thể hiện lên hàng vạn luồng ánh chớp. Hắn đang triển khai bí thuật lôi đế. Từ ngôi được sắm xét hóa thành xuất hiện dày đặc trong hư không. Từ xa nhìn lại tựa như là một chùm sao cổ xưa được kéo tới để trấn áp cái vùng hư không này. Nổ! Thạch Thảo hét lớn một tiếng, toàn bộ những ngôi sao do thi chớp hóa thành đều nổ tung. Chùm sao cổ này xuyên thủng cả trời và đất, đánh nát bấy không gian. Hắn dùng phương pháp này để phá giải cấm chế, bên ngoài thân thể thì hiện lên màu vàng ống cứ như là kim thân bất diệt hắn giờ nắm đắm kéo theo hàng vạn tia điện đánh về phía của ninh xuyên hai trưởng giao nhau lập tức bùng phát ra thần quang sáng chối bốn phía đều bị thần mang bao trùm võ đài rung lắc dữ dội ở nơi phương xa đông đảo tu sĩ không ai là không hãi hùng khí phía thứ sức mạnh này nếu mà lan tới gần thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người hóa thành thịt nát chết ngay tức khắc hai người quyền đối quyền quyền sau mạnh hơn quyền trước, tựa như muốn đánh nát chiếc lò bằng trời này để nhìn thấy trường sinh vậy. Chiến đấu ở cấp bậc này thì dù là thiên cổ cũng hiếm thấy. Trong trận chiến liều chết này không ngừng bắn ra những màn hào quang tựa như là phi tiên. Mưa ánh sáng chiếu khắp nơi, thạch hạo thở dài, đối thủ này quả thực là rất khó kiếm, mạnh mẽ tới mức quá đáng. Nếu không phải hắn đã tu luyện tới một bước này thì chắc chắn sẽ gặp nguy ngay. Nên biết từ khi thạch thảo ở trong tiên cổ xuất thế cho tới bây giờ, thì đối thủ duy nhất của hắn chính là cái tên Ninh Xuyên này. Ngày đó hắn đã chém bay bộ linh thân kia, cũng không phải do Ninh Xuyên không đủ mạnh, mà là do Thạch Hạo cùng Thạch Nghị cùng nhau xuất thủ nên sự đáng sợ lúc ấy tới nghịch thiên. Trận bại đó cũng không thể chứng minh được rằng Ninh Xuyên yếu kém, trái lại hắn lại thể hiện ra vẻ tuyệt đại của mình, lấy một địch ba. Lúc này chân thân của hắn đã xuất hiện, mỗi lần giơ tay nhất chân đều kết hợp với trời và đất, sở hữu uy năng to lớn, tựa như có thể trấn áp hết thảy không ai ngang hàng thạch hạo đương nhiên phải bội phục người này không thẹn là nhân kiệt thiên cổ là cường giả tuyệt đại trên thực tế ninh xuyên còn kinh ngạc hơn cả hắn nữa trong lòng chập trùng sống lớn không thể nào bình tĩnh được nên biết rằng hắn chính là lục quang vương tích góp tới sáu đời vô địch thiên hạ là chuyện đương nhiên rồi thế nhưng người trước mặt lại là quật khởi chỉ trong một đời này thôi ninh xuyên tự đánh giá mấy đời của hắn đều diễn biến tới cực điểm suy diễn con đường của bản thân tới mức rõ ràng thấu triệt, không hề có chút vướng mắc nào cả, cho nên mới có thể quát ngang tiên cổ, vô địch thế gian. Mà người ở trước mặt này thế nhưng lại tỏa sáng ngay bên trong thời loạn lạc, không hề có chút tích lũy nào của các đời trước cả, chỉ dựa vào đúng một đời này, cho nên lúc này hắn không khỏi bội phục. Thời khắc này, đột nhiên thập quan vương với đầu tóc rối bời hét lớn, làm chấn động cả trời cao. Người này tinh lực tràn ngập bao phủ cả đất trời, không cần nói tới trên võ đài dù là người đứng bên dưới với khoảng cách đủ xa cũng cảm thấy khó chịu rất nhiều chân thần phun máu phè phè bay ngược ra sau mà có một vài tu sĩ thần hỏa cảnh lại nứt toát thân thể gần như nổ tung loại thần uy chấn thế này đừng nói là thiên tài của ba ngàn châu mà ngay chính những cường giả tiền bối của dân bản địa cũng phải biến sắc võ đài này chỉ có người mạnh mẽ nhất mới có thể đứng thẳng thôi trước hãy đỡ một đấm này của ta xem thử ngươi có đủ tư cách để đứng ở đây hay không Thập quan vương hét lớn, hắn tạm thời bỏ qua trích tiên, dáng vẻ lòng hành hổ bộ tựa như một vị thiên đế chuyển sinh mà giết thẳng tới gần thạch hạo và ninh xuyên. Tiếng ầm ầm vang dội, núi cùng biển vỡ tan. Thập quan vương xuất quyền, đồng thứ nhất công kích về phía thạch hạo. Đây là lông quyền có một không hai. Một con chân lông đang quấn chặt trên cánh tay của hắn, còn bản thân của hắn thì khí thun vạn dặm đánh thẳng tới. Quyền này vừa ra đã khiến cho trời đất lật úp. Ngoài tiếng rồng ngâm khắp cửu thiên ra, thì cũng chẳng còn thấy tình cảnh gì nữa Ta cũng muốn xem thử Ngươi có đủ tư cách đứng trên đại này hay không Thạch hạo hét lớn một tiếng Bật nhảy lên cao Tựa như cung bằng vung cánh giữa trời Quả đấm của hắn phát sáng Rồi biến thành màu vàng ống Đôi khi có một vài chấm đen lưu chuyển Đây chính là cung bằng quyền Cung bằng quyết đấu chân lông Và chạm giữa bảo thuật thập hung bùng phát Đây là lần giao thủ đầu tiên Giữa thập quan vương và hoang Trong nhảy mắt trời cùng trăng mờ mịt Trời đất biến sắc, tiếng oa oa điếc tai tựa như là một đoàn ma quỷ gào khóc cả thường cũng phải rơi lệ tia chớp đỏ ngòm đang dệt vô tận sấm chớp lan tỏa còn có cả hình bóng thần ma không cách nào đếm được số lượng hiện lên và không ngừng chết đi đây là cảnh tượng kỳ dị trong trời đất đáng sợ vô cùng một con côn bằng trời biển một con chân lông suốt núi lông bằng nhúm máu chân lông gầm dài với vảy da vỡ nát đoàn đánh này tạo nên kỳ cảnh đầy đáng sợ khiến ai nấy cũng khiếp sợ rất nhiều cường giả lạnh lẽo cả chân tay thủ đoạn và uy năng mạnh tới mức nào đây hơ ba luồng tiên khí con người của thạch thạo coi rút lại hắn nhìn thấy ba luồng tiên khí đang quấn quanh ở trên nắm đấm của thập quan vương thứ này cũng giống như hắn vậy vô cùng tuyệt thế đòn đánh này tinh lực cuộn trào thần lực chấn nhiếp thế gian sau đó hai người từ từ tách khỏi nhau thập quan vương lộ ra ánh mắt khác thường đời này lại làm cho hắn thêm mong chờ lại thêm một tên địch thủ nữa xuất hiện rồi Ninh Xuyên, ngươi cũng nếm thử một đòn của ta đi. Thập Quan Vương quát lên. Phong cách vô địch là gì? Chính là như vậy, vừa giao chiến một quyền với Hoang, thì giờ tiếp tục đánh thêm một quyền về phía Ninh Xuyên, không hề e sợ cái gì cả. Mục đích vẫn là muốn ước lượng thực lực của người này. Cần biết trên võ đài gồm Trích Tiên, Hoang, Ninh Xuyên, tất cả đều là nhân vật tuyệt thế. Chỉ cần đối đầu với một người như vậy thôi, thì cũng đã là sự đen đuổi rồi. Ấy vậy người này chẳng hề e sợ cái gì cả vù một tiếng hai bên tỏa ra mây khói ánh lửa đốt trời pháp tắc đang dệt nhau cốt văn bay lượn thanh thế to lớn vô cùng không gian nơi đó tựa như là bức tranh đang bị xé toạc ra thập quan vương thần dũng vô địch dứt khoát thẳng thắng ngươi cũng đỡ lại một đòn nào Thạch thảo thấy như vậy thì bay vút lên trời nắm đấm to như chiếc lò lớn pháp lực cuồn cuộn tỏa ra ánh sáng thần thánh kinh khủng hắn cũng muốn ước lượng xem thập quan vương mạnh tới mức nào tuy rằng vừa đỡ một đòn lúc nãy thế nhưng cũng không cách nào đoán thực lực được cạn hay sâu được thập quang vương hét lớn sau lưng phát sáng ánh lành tỏa ra một chiếc đuôi rồng khổng lồ hóa thành rồi chém mạnh về phía thạch thạo lại là bảo thuật chân lông hơn nữa uy lực cực kỳ mạnh mẽ chính là chân lông vẫy đuôi là một môn đại thần thông chỉ có hơn chứ không hề kém lông quyền nằm đó một chiêu chân lông vẫy đuôi này đã khiến cho rất nhiều cường giả ôm hận bỏ mạng cuộc chiến kinh hải thế gian nắm đấm của thạch hạo chạm phải đuôi rồng liền tỏa ra thần mang vô tận tựa như là hàng vạn luồng kiếm khí chém phá trời xanh mạnh mẽ tuyệt thế phàm là chân thần không ai không sợ hãi loại khí tức này lan tràn khiến cho tim mật người người rung rẩy làm sao đỡ nổi chứ không gian không ngừng nổ tung khí hỗn độn tràn ngập xung quanh hai người đồng thời nhanh chóng bao phủ xung quanh bên cạnh là muôn vàng đạo thác vạn tia ráng lành chiếu khắp trời cao lan lỗi theo các vết rách trong không gian, lao ra khỏi võ đài, may là mọi người giữ khoảng cách đủ xa, nếu không thì tử thương sẽ là vô số rồi. Dù là như vậy, có rất nhiều người ở nơi xa bị những gợn sóng chấn động này lan tới thì gần như bất tỉnh. Đặc biệt, một vài mảnh vỡ pháp tắc lan tới những cái đỉnh núi thì ngay lập tức nổ tung. Còn có một vài trường hợp bị nhấc bổng lên không trung rồi mới nổ thành tro bụi. Cảnh tượng như vậy khiến mọi người sợ hãi, lạnh toát cả người, những lời tháng phục đều nghẹn lại chỉ vì bọn họ quá sợ hãi tiếp đó hai bên vẫn không có thu tay lại mà tiếp tục quyết đấu thêm mấy chục lần nữa mà ở một phương khác ninh xuyên cũng đang chiến với trích tiên hai bên triển khai đại thần thông chém giết kịch liệt trước kia ta suýt chút nữa gặp nạn ở hung xào thì ra là do ngươi ninh xuyên lên tiếng hắn với bộ đồ trắng như tuyết tóc bạc buông xỏa khí chất xuất chúng thế nhưng hiện giờ lại tỏa ra một luồng ý lạnh trước kia thiếu chút nữa thì đã bỏ mạng trong hung xào rồi đây là một cái kết Giữa hai người có ân oán với nhau nên phải kết thúc bằng cuộc chiến đỉnh cao này. Bọn họ cũng không phải là người phàm tục, mạnh mẽ siêu nhiên. Phong thái của Trích Tiên cũng rất tuyệt thế, không minh như tiên, công kích của hắn cũng không hề cứng rắn, thế nhưng lại có thể quấy nhiễu gió trời. Những nơi mà đạo tắc đi qua thì muôn vật đều bị tan rã. Sự công kích của hắn không mang theo khối lửa, thế nhưng lại đáng sợ vô biên, muôn vật đều bị diệt, không cách nào có thể chống đỡ. Chớp mắt hai người đã công kích tới mười mấy chiêu trước tiên vọt sang bên hai tay giang rộng ngọn lửa hừng ngực với màu sắc sặc sỡ đầy mê hoặc phượng hoàng giang cánh hắn dường như là một con thiên phượng đang nhảy múa đầy cuốn hút thế nhưng thần uy lại vô biên đây chính là đại thần thông thiên phượng uy lực không cách nào tưởng tượng nổi ninh xuyên hét dài một tiếng cánh tay phát sáng sau lưng hiện lên một bóng người mờ ảo tựa như là thần vương rồi kết hợp lại với hắn tiếp đó hai tay không ngừng kết ấn tiêu diệt về phía thiên phượng bảo thuật thập hung, Ninh Xuyên cũng biết nữa. Thế nhưng người ngoài không cách nào nhìn rõ được. Tới cấp bậc hiện giờ của bọn họ, tích lũy tới mấy thế rồi, đều có cơ duyên to lớn nên từng người đều sở hữu những bảo thuật cái thế. Giữa hai người là không gian sụp đổ như là ma diễm đốt chín tầng trời, bốn phía đổ sụp, trời đất sáng rực. Món nợ hung sầu, chúng ta cũng nên tính toán lại. Thạch Thảo quát lớn. Trích tiền bay vút giữa không trung, triển khai thần thông thiên phượng, quả thực là hắn tựa như là một con phượng hoàng gian cánh yêu diễm và xinh đẹp kỳ ảo tới xuất thế mà thạch hạo lại vừa hay vọt tới đồng thời dùng cung bằng pháp công kích từ xa nhìn lại tựa như là một con chim bằng to lớn đang mở rộng đôi cánh chụp lấy con phượng hoàng kia vậy đây là cuộc đối kháng của tiên cầm chí tôn hai loài này đều là cầm tộc thần thông đều là vô địch bảo thuật mà thập hung thái cổ lưu lại được xưng là pháp môn vô địch bất luận là môn nào cũng đều khiến quỷ thần khiếp sợ điều rất là hiếm có giữa hai người là vô số lông chim không ngừng tàn lụi tất cả đều nhúng đầy máu chấn động cả trời cao hai sinh linh vô thượng đang chém giết pháp tướng kinh thiên không ngừng va chạm bùng phát ra những hào quang lấp lánh những chiếc lông chim xinh đẹp nhưng lại như là những thanh thần kiếm cắt lìa hư không trận chiến này dù là thần linh cũng phải sợ hãi hai con tiên cầm chém giết phá tan chính tầng trời tạo nên cảnh tượng đáng sợ cuối cùng cảnh tượng kỳ dị biến mất thân thể thực sự của hai đại cường giả xuất hiện trước tiên mỉm cười đầy ôn hòa rồi nói <laughs> nghe đồn rằng ngươi có thần lực vô biên thôi thì hãy đỡ lấy một chưởng của ta vậy hắn thu lại khí tức kỳ ảo thay vào đó là quần áo phòng to không vận chuyển bảo thuật thiên vượng nữa mà giơ tay đấm thẳng tới một lát sau trời lông đất lở dù là mặt đất ở bên ngoài võ đài cách không biết bao nhiêu vạn dặm cũng rung lắc dữ dội tinh lực cùng thần lực hùng hồn lan truyền tới khiến cho thập địa đều rung động có thể thấy được một vài ngọn núi đều xuất hiện những vết nứt mọi người hít vào ngụm khí lạnh đây là trích tiên sao không ngờ lại có dáng vẻ như vậy tinh lực cuồn cuộn tựa như là chân lông lên trời từ ngay thiên linh cái của hắn vút lên cao khí tức này đáng sợ vô cùng thạch hạo nghiêm nghị toàn lực ứng phó sau lưng của trích tiên xuất hiện một bóng mờ đầy hung ác để ép thiên địa À, là nó, quả nhiên là cái loại bảo thuật này Rất nhiều người lộ ra vẻ kinh ngạc Và chấn kinh hung sào ẩn chứa một môn thần thông cái thế Và tự nhiên đã bị trích tiên đoạt được Trước kia có rất nhiều người không biết Bí thuật đó là có tên gì Nhưng hiện tại thì khác rồi Thiên giác nghĩ Chú thích Nghĩ là con kiến Tiếp tục Đó là một trong thập hung, thiên giác nghĩ Được xưng là có sức mạnh đứng hàng đầu Không ai có thể sánh được, kinh khủng vô biên hiện tại sớm đã tuyệt tích rồi không còn xuất hiện nữa thế nhưng đời sau của nó vẫn còn rất nhiều huyết thống được lưu lại hai hung trùng thần nghĩ thái cổ và độc giác tiên đều là đời sau của nó tiến hóa thành bất kể là thần nghĩ thái cổ hay là độc giác tiên đều là hung trùng dựa vào sức mạnh để xưng hùng nếu như so sánh với một sinh linh khác cùng kích thước thì hầu như không có ai có thể có sức mạnh to lớn hơn được mà thủy tổ thiên giác nghĩ của chúng lại càng không thể nào tưởng tượng được sức mạnh có thể phá nát càng khôn có thể lực tung trời cùng đất lúc này trích tiên hoàn toàn khác trước sức mạnh cái thế một bàn tay đánh tới khiến cho hư không rách nát ra tựa như là sức mạnh cuộn trào của sóng biển đang ập tới vậy sắc mặt của thạch hạo đầy nghiêm túc vận dụng môn thần thông thứ ba của mình tuy rằng còn chưa hoàn thiện thế nhưng những môn bảo thuật chí cường của bản thân hợp lực lại với nhau nên uy lực cũng tăng mạnh bảo thuộc trời sinh này rất là kỳ dị, có thể tăng cường uy năng thần thông để cho sức mạnh tăng vọt. Quyền cung trưởng hai bên chạm vào nhau nên đã xảy ra chuyện vô cùng đáng sợ. Thiên địa bị xuyên thủng, thường uy không cách nào suy đoán ra được. Trên võ đài chỉ còn lại cảnh mờ mịt, khí hỗn độn tràn ngập. Bầu trời xuất hiện lít nhít vết nứt, cảnh tượng kinh khủng vô cùng. Đây là sự đối kháng của sức mạnh, dù là thiên thần cũng biến sắc. Thật mạnh mà, thật sự là đáng sợ có dị dân thiên cổ cảm thán tinh lực của trích tiên cuộn trào hoàn toàn khác xa trước kia kinh khủng tới cực điểm tựa như là một vần mặt trời đang bốc cháy đầm chói mắt người ta không cách nào có thể nhìn thẳng được sức sống của hắn quá dồi dào tinh lực như đại dương thạch hạo âm thầm gật đầu đây cũng chẳng hề nằm ngoài dự liệu của hắn nên biết trích tiên dùng huyết dịch của vô số thiên tài để rèn luyện bản thân dùng hàng loạt các cốt văn để mài dũa chính mình tinh lực của hắn không dồi dào thì mới là chuyện lạ Đoàn đánh này chấn cho võ đài vang lên những tiếng kèn kẹt, tựa như muốn nổ tung. Trước giờ chưa hề xảy ra. Hai người lần nữa va chạm thì thập quan vương vọt tới tiếp trích tiên. Rõ ràng là muốn lĩnh giáo môn thần thông thiên giác nghĩ đầy đáng sợ này. Đời sau tội huyết, chiến đấu giữa ta và ngươi hơi bị lâu rồi đó. Ninh Xuyên vọt tới, trên thực tế là bốn người này đang hỗn chiến, thi thoảng ra tay lẫn nhau, sự kịch liệt càng ngày càng tăng mạnh, Thạch Hạo không hề sợ hãi, tuy rằng hắn chỉ có tích lũy một đời, không giống như ba người này đã tích lũy tới kinh người. Từ lâu đã làm cho đạo quả của mình trở nên hoàn mỹ, thế nhưng quả thực là hắn cũng chẳng hề sợ hãi trước bất kỳ đối thủ nào. Đối với tất cả cường giả mà nói, Hoang là một người mang hình dáng của thần, là một kỳ tích. Thu! Ninh Xuyên hét lớn, tóc bạc pháp phới, thần thánh hoàng mỹ. Sau lưng hắn lao ra một bước thiên độ mờ ảo tới khó lường bên trong là những ngôi sao lớn cuộn tròn ngân hà lưu chuyển tựa như là một vũ trụ mênh mông đây là pháp đồ mà khi vừa sinh ra thì đã có và được khắc ở trên lưng uy năng của trời to lớn vô cùng hiện giờ hắn dùng bảo thuật trời sinh này hồng trấn áp thu thạch hạo vào bên trong trước đây không lâu hắn từng dùng bí pháp này để luyện hóa một vị quái thai cổ đại cầm pháp khí thiên thần trong tay thành một cái đống bạch cốt uy lực vượt qua tưởng tượng của mọi người Diệt thả thảo hét lớn trong tay hắn xuất hiện một thanh luân hồi kiếm được biến thành từ phù văn những mảnh vỡ thời gian bay lượn đầy trời hắn đã nhiều lần gặp sinh tử môn bảo thuật này hiện giờ đã diễn biến tới cực điểm uy lực mạnh mẽ khiến thần hồn của người khác cũng phải chứng kinh sức mạnh thời gian được kéo dài xoẹt một tiếng hai bảo thuật giao nhau hư không thiêu đốt thời gian hỗn loạn lần nữa là trời than khóc mưa máu tầm tã khắp nơi tựa như là nhà giam thiên địa này bị đánh vỡ và nhìn thấy được bất hủ vậy. Tiếng kiếm reo ngân vang ngút trời, còn có ánh kiếm tuyệt thế tỏa ra, cô kiếm vân nhảy lên võ đài. Mọi người kinh ngạc thốt lên vì quái thai cổ đại đã vượt qua thiên kiếp này lần nữa lên đài, cũng muốn gia nhập vào cuộc chiến này. Ánh mắt quán sắc lẹm như kiếm nhìn chầm chầm thạch thạo. Nhưng vào lúc này, từ chân trời truyền tới tiếng hét dài. Một bóng người hóa thành một cái mũi tên thần xuyên thủng hư không xuất hiện ở trên võ đài, trên người có rất nhiều vết thương lôi điện thế nhưng tinh lực lại dồi dào như biển chính là trường cung diễn hắn tới đây là để ngăn cản cô kiếm vân mọi người giật mình trước đây không lâu trường cung diễn đã độ thiên kiếp hiển nhiên là mới thành công thạch thảo cười to rồi nói <laughs> trường cung diễn huynh đừng có nóng vội trước hãy để ta dạy bảo hắn cái đã kiếm cốc hỏa vân động đều là những đạo thống cổ xưa trấn áp tội châu thạch thảo cũng chẳng hề có thiện cảm nào với bọn họ cả khi nhìn thấy đệ tử của kiếm cốc lên đài thì hắn chắc chắn sẽ giết chết cô kiếm dân rút kiếm của người ra đi thạch hạo vừa tới chính là một quyền ánh sáng vạn trượng đánh nát trời xanh cô kiếm vân xuất kiếm vô cùng sắc bén kiếm mang phá tan hư không tỏa ra hàng ngàn hàng vạn vệt sáng vẽ lạnh lẽo bao trùm cả bầu trời tiếng va chạm len keng văng ra tia lửa văng ra khắp nơi thạch hạo dùng tay không không ngừng đỡ lấy những đường kiếm này vào lúc này hắn không hề bảo lưu cái gì nữa, mỗi một quyền là vận dụng thần lực cái thế của bản thân, thần dũng không cách nào đỡ nổi. Khi vừa mới va chạm thì cô kiếm vân đã ứa máu nơi khóe miệng rồi, thần kiếm mờ đi, lão đảo lùi về sau. Dương giả trẻ tuổi mạnh nhất từ trước tới giờ của kiếm cốc hả? Cũng chỉ có nhiêu đây thôi sao? Đây là lời nói của Thạch Hạo, tiếp đó lại đánh về phía Ninh Xuyên, bỏ qua cô kiếm vân. Bởi vì Ninh Xuyên vừa kịp tới cứu viện, không ai xem thường cô kiếm vân cả dưới thần uy chí cường của hoang mà chưa hề bị mất mạng ngay tại chỗ thì cũng đã là vô địch thần dũng rồi dù sao đó cũng chính là hoang trung đông bất bại xưa nay vô địch loại chiến đấu này làm sao thiếu ta được chứ nơi xa có người nói nhỏ thạch nghị xuất hiện bước đạp hư không nhanh chóng tiến tới và hạ xuống võ đài kiếm cốc trấn áp tội châu chèn ép tội huyết một mạch của ta vậy đã từng hỏi qua ta chưa thạch nghị hỏi Hắn cũng muốn một lời giải thích từ kiếm gốc. Một lát sau hư không nổ tung, Khí hỗn độn tràn ngập, con mắt của Thạch Nghị tựa như đang khai thiên tích địa, chấn động tất cả mọi người. Hai mắt của hắn bắn ra hai chùm sáng lao vút về phía Cô Kiếm Vân. Cô Kiếm Vân tức giận giơ kiếm chém tới, nhưng kết quả lại bị hai cái chùm sáng kia chấn cho nứt cả bàn tay, sau đó máu tươi không ngừng chảy xuống. Tiếng hét dài truyền tới, lần nữa có người lên đài rồi nói: "Hây, đáng tiếc, chẳng có mỹ nhân tuyệt thế nào cả." nếu như vậy thì đánh đấm làm gì nữa Thạch Hảo quay đầu lại thì liền nhận ra người này Hắn cũng từng giao thủ với kẻ này ở hạ giới rồi Chính là chàng trai với ngọn lửa hừng hực ngày xưa Là người sở hữu một gốc luân hồi bàn Sao các người muốn lấy hắn đi thử đau không vậy? Có gì đặc biệt hả? Vậy để ta thử xem sao? Chàng trai với ngọn lửa hừng hực nói Rồi nhìn về phía cô Kiếm Vân Cô Kiếm Vân tức giận, sắc mặt tái xanh Hắn mạnh mẽ là thế Mà nay lại trở thành bia ngắm Để mọi người ước chừng sức mạnh <cười> Tiếng cười dài truyền tới, ngọn lửa hừng hực. Một chàng trai vọt tới, tóc tay lượn lờ, mang theo vẻ hoang dã và ma tính, nói Ta, tưởng viên phu cũng đã xuất quan rồi. Đại phần thiên công đã luyện tới mức độ trước giờ chưa ai luyện thành. Làm sao lại không đi săn giết mấy tên quái thai cổ đại chứ? <laughs> Trên võ đài trở nên đại loạn, một nhóm người mạnh mẽ nhất đã đông đủ. Sẽ diễn ra một cuộc quyết chiến đáng sợ nhất. Lòng tranh hổ đấu, trên võ đài xuất hiện thêm mấy vương giả trẻ tuổi nên đã khiến cho mười phương chấn động trận đại chiến này càng lúc càng kịch liệt làm cho người xem vô cùng hưng phấn kích động trong lòng không ai nghĩ tới sẽ diễn biến tới mức này quái thai cổ đại vương giả của đương đại đều dồn dập lên sàn những người này đều có thần giác nhạy cảm mơ hồ cảm nhận được võ đài này cho phép quần hùng lên sàn để phân ra đệ nhất hơn phần nữa không giống với trước kia sắp xảy ra biến cố nào đó rồi chính vào lúc này thì bọn họ mới lên đài để tranh cướp tạo hóa kiếm ngân vang tựa như là cắt thép rạch sắt vang vọng khắp chân trời khí lạnh ùa thẳng vào xương cốt của người nghe cô kiếm vân tóc tai bù xù máu me khắp người tựa như đã trở nên điên dại hắn đã lên cơn giận dữ rồi căm tức vô cùng bởi vì mọi người đều coi hắn là viên đá thử lửa hắn trở thành tiêu chuẩn để so sánh sức chiến đấu sao lại như vậy chứ chính là cô kiếm vân đã tu ra một luồng tiên khí cộng với việc đã vượt qua thiên kiếp là nhân kiệt tuyệt thế danh xứng với thực ấy thế mà lại bị người khác xem thường như vậy trước kia hắn gặp phải trọng thương bởi thạch hạo tiếp đó thì bị trùng đồng xuyên thủng cánh tay liên tiếp gặp phải đã kích nên vô cùng oán giận trong lúc khí thế dân trào này thì có thêm mấy người lên đài đều là quái thai cổ đại cả trong số đó có một cô gái tay cầm một ngọn núi lửa cao một tức một chiếc quan tài nhỏ đang lơ lửng trong dung nham trông rất yêu tà và thần bí còn có một cô gái khác với mái tóc vàng buông xỏa quan vụ màu vàng tràn ngập thiên công được triển khai khiến cho nơi đây rung lên ầm ầm trên võ đài càng thêm rối loạn hơn đại chiến không ngừng âm thanh đại đạo ầm ầm bởi vì những người này đều cảm ứng được tạo hóa gần như đã xuất hiện nếu giờ không lên đài thì chắc chắn sẽ mất đi cơ hội thừa dịp loạn lạc để chém giết tưởng ai cũng có thể lên đài chắc nếm thử một quyền của ta thập quan vương tức giận hắn bỗng xoay người nắm long ứng nắm đấm phát sáng đánh ra một lông quyền chí cương chí mảnh một con chân lông vẫy đuôi lao về tất cả mọi người hắn chỉ một mình mà quét ngang quần hùng mục tiêu là toàn bộ mọi người nơi đây mạnh mẽ vô cùng những người kia đều gặp phải công kích nên không thể không chống đỡ âm thanh ầm ầm vang vọng thường mang tế trời phù văn tựa như núi lửa không ngừng phun trào có mấy người phun máu phè phè kể cả là quái thai cổ đại khó khăn lắm mới chặn được sức mạnh lông quyền của thập quan vương còn không lên đại đi nhanh, cứu. nhanh cứu diễn có người sau khi bị thương cũng chẳng hề sợ hãi mà còn bí mật truyền âm lôi kéo thêm người nơi đây sụp sôi bên dưới có rất nhiều cao thủ các giáo có rất nhiều liên minh khi nghe được lời nói này thì đồng loạt xông lên võ đài cuộc hỗn chiến trước này chưa từng có từ xưa tới nay trên võ đài này không hề hỗn loạn như vậy cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ lên đài và đứng chung một chỗ với những quái thai cổ đại với những vương giả Dì... Thạch Hạo, Trích Tiên, Thập Quang Vương tung hoành trong đám người này. Đánh đầu tháng đó, đại chiến của bọn họ không hề bị ảnh hưởng. Ai dám ngăn cản đường đi thì sẽ giết ngay lập tức. Có thể thấy được những cao thủ vừa lên, giờ lên gần như đều bị đánh cho nổ tung, hóa thành xương máu. Người như vậy cơ bản không cách nào địch nổi, tựa như là Tu La chém giết toàn bộ những vướng mắt, không ai có thể can dự vào và cũng không thể ngăn cản bước chân của bọn họ đột nhiên một chiếc muỗng cổ xuất hiện đánh về phía sau lưng của thạch hạo ánh đèn ngùng ngút đây là pháp khí thiên thần đang đánh lén hắn cháy thạch hạo hét lớn một tiếng trong miệng phun ra một luồng tinh khí tiên thiên đi kèm là ánh sáng hỗn độn hắn dùng pháp lực dẫn chiếc muỗng cổ kia lao vút sang bên cạnh cách đó không xa thì có tiếng kêu thảm truyền tới một tu sĩ gặp nạn dám đánh lén ta trong nháy mắt chân vũ cung bằng lượng lờ hào quang màu vàng đè ép cả trời cao rồi đánh về phía trước cuối cùng một vị cao thủ bỏ mạng pháp khí thiên thần có linh nên tự mình bỏ chạy hoàng quá lợi hại rồi nhưng mà đó là đại địch của chúng ta không thể không tự khử có người sau khi lên đài đã tới giúp đỡ cô kiếm vân hóa giải tình thế nguy cấp đồng thời bí mật truyền âm cho hắn hả người chưa chết sao cô kiếm vân kinh hãi đây là quái thai cổ đại của hỏa vân động trước kia nghe đồn rằng hắn đã tổ hỏa nhập ma tạo hóa ở đời trước rồi thế nhưng không ngờ rằng hắn vẫn còn sống sót và tiến vào tiên cổ này chúng ta thấy giúp nhanh xuyên giết chết tên hoàng này đợi sau tội huyết nhất định phải diệt trừ vương giả trẻ tuổi của hỏa vân động lạnh lẽo nói vừa nãy có người dùng pháp khí thiên thần để đánh lén thạch hạo là do hắn ra lệnh giống như những gì mọi người dự liệu những giáo hơi lớn đều liên thủ với dân bản địa để chế tạo pháp khí thiên thần ngay trong tiên cổ này tới giờ rồi mà còn kiến kỹ gì đó chúng ta giúp Ninh Xuyên giết chết Hoang sau đó yên lặng ngồi xem thập quan dương với trích tiên sẽ lưỡng bại câu thương cuối cùng tạo hóa sẽ thuộc về chúng ta quái thai cổ đại hỏa vân động thấp giọng nói động thủ sao đang lúc này thì có người lại gần truyền âm với hai người Cô kiếm vân thất kinh còn có người khác nữa sao là một quái thai cổ đại ta đã liên lạc với hai vị đạo hữu khác nữa rồi tới lúc đó sẽ dùng pháp khí thiên thần giúp đỡ Ninh Xuyên chỉ tồn của Hỏa Vân Động nói Chưa chắc Ninh Xuyên Đạo Hữu đã đồng ý đâu Cô Kiếm Vân chần chờ Ninh Xuyên không nằm trong đạo thống của bọn họ Thế nhưng đã từng quan sát một vài điển tịch trong cổ giáo Bởi vậy có quan hệ rất lớn với bọn hắn Có lúc Ninh Xuyên chính là đại biểu của bọn họ nữa Ra tay thôi Cường giả của Hỏa Vân Động lên tiếng Vốn hắn cho rằng Thạch Hạo đã xảy ra vấn đề lớn Và chắc chắn phải chết Nhưng không nghĩ rằng Phúc Chót lại lột xác thành công thành một bộ kim thân thực sự là không thể ngờ. Được. Cù kiếm vân cuối cùng cũng gật đầu, nhấc theo thần kiếm giết thẳng vào trong đám hỗn loạn kia. Bốn người tách nhau ra rồi yên lặng tiến sát lại gần. Đột nhiên một tòa thiên thần tháp phát sáng, rồi xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Thạch Hạo, tiếp đó bao phủ trấn áp hắn lại. Lòng tóc của Thạch Hạo đều dựng đứng, lập tức vụt sang ngang. Kết quả một thanh chiến mâu thiên thần đâm tới, hào quang màu xanh ngát đánh nát hư không, khí tức to lớn vô cùng hắn lần nữa tránh né một chiếc lưới lớn trong suốt bao phủ khóa chặt hắn lại hơn nữa cô kiếm vân cũng đã xuất thủ thanh thường kiếm chặt đứt trời cao chém thẳng về phía của hắn chỉ trong phút chốc thì bốn đại cao thủ đã xuất kích hơn nữa còn có cả kình địch ninh xuyên nên đã đẩy thạch hạo vào thế bị vây công nên biết rằng mấy người này đều có binh khí thiên thần cả tất cả mọi người đều biến sắc bởi vì vào đúng lúc này pháp lực thiên thần cuộn trào mãnh liệt không thôi rất nhiều tu sĩ ở xung quanh đều hóa thành thịt vụn nổ tung ngay tại chỗ ngoại trừ những vương giả cổ đại ra thì hầu hết những tu sĩ còn lại đều khó tránh lui được thậm chí có không ít người chưa kịp hét thảm thì đã chết ngay tại chỗ khu vực này đã bị thanh toán sạch sẽ rồi muốn chết nằm ngoài dự liệu của mọi người là thạch hạo chẳng hề né tránh vẫn đứng yên nơi đó nghênh chiến địch thủ bốn phía trong tay của hắn xuất hiện một khúc xương trắng bóng cũng không lớn cho lắm thế nhưng lại lấp lánh nhu hòa khúc xương này được nắm chặt ở trong tay rồi đón đỡ lấy pháp khí thiên thần hàng loạt hình ảnh sinh linh hiện lên chặn lại những pháp khí thiên thần kia đây là vạn linh đồ cũng chính là lần đầu tiên sau khi tiến vào tiên cổ thạch hạo dùng để đối địch trước mặt mọi người đó là gì vậy truyền nhân của hỏa vân động kinh hãi thành chiến mâu thiên thần trong tay của hắn chợt đứng yên toàn bộ pháp lực đều tan biến không cách nào lại gần được thạch hạo Việc duy nhất làm hắn vui mừng chính là khúc xương này chưa hề bùng phát ra thần uy mà chỉ bị động phòng ngự thôi, chỉ hiện ra các hình ảnh của sinh linh mà thôi. Yeah. Thời khắc này Thạch Thảo bắt đầu bùng phát, không hề che giấu gì nữa, hắn phát hiện ra có vài tên quái thai cổ đại đang liên thủ và đánh lén mình. Sau lưng của hắn hiện ra cánh côn bằng, phía trước thân thể thì lượn lờ ánh điện, tay cầm thanh kiếm do phụ văn luân hồi hóa thành giết thẳng về trước hắn đỡ lấy cái đòn của Ninh Xuyên rồi tiếp đó xoay người giết thẳng về phía cô Kiếm Vân. Cô Kiếm Vân sợ hãi, loại sức mạnh này không cách nào chống lại được. Hoàng vừa mới vọt tới thì đã khiến cho hắn nghẹt thở, phù văn phun trào, miệng phun đầy máu. Hắn ngự kiếm rút lui. Vương giả của hỏa vân động hét lớn bởi vì thạch thạo nhìn chầm chầm lấy hắn rồi một chiêu kiếm bổ tới. Phù văn luân hồi tỏa ra, thời gian biến mất, hắn cảm thấy sinh mệnh của mình bị đoạt mất. Hắn yeah. Hàng hét lớn, thế nhưng mặc dù dãy dụa, không ngừng vận dụng thủ đoạn mạnh mẽ nhất của mình, hàng loạt bảo thuật được triển khai thì cũng không có tác dụng gì, không cách nào ngăn cản được hoang. Khi thạch hạo vọt tới trước mặt thì hắn đã vận dụng tới mấy chục bí pháp, thế nhưng cũng chỉ tới bước này thôi, kiên trì thêm 10 chiêu thì đã bị một chiêu kiếm cắt đứt đầu rồi. Nguyên thần của hắn muốn chạy trốn, thế nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị mảnh vỡ thời gian chém trúng, hóa thành tro bụi, Ninh xuyên ra tay ở phía sau, thế nhưng cánh cung bằng của Thạch Hạo giang rộng che kín cả bầu trời, chẳng đứng đòn đánh của hắn. Đồng thời Thạch Hạo xông tới, dùng vạn linh độ đánh bay cái tòa thiên thần tháp, một quyền kích tới làm nổ tung một tên vương giả, mưa máu tỏa khắp. Tiếp theo hắn không ngừng kết lôi đế ứng, tia chớp đang dệt đánh bay một tên quái thai cổ đại khác, rồi hóa thành than đen. <laughs> còn chưa tu ra thiên khí mà cũng dám nghĩ tới chuyện giết ta. Thạch Hạo hừ lạnh. Ngay khi Thạch Hạo nhầm về phía cô Kiếm Vân thì Trường Cung Diễn đánh ra. Một mũi tên lao tới khiến cho cô Kiếm Vân máu chảy xối xả. Mũi tên này đã bắn thủng bả vai của hắn làm nổ tung nơi đó. Cô Kiếm Vân bị đánh bay sang ngang, rớt khỏi võ đài. Nên kết thúc thôi, các người tránh hết cho ta. Một người hét lớn, đó là chàng trai với ngọn lửa bốc cháy hừng hực tới từ hạ giới. Trong tay của hắn là một gốc luân hồi bàn. Ban đầu chiếc đĩa này không hề hiện ra uy năng gì cả, thế nhưng khi cổ tay của hắn chảy máu thì đĩa cổ từ từ thức tỉnh phát ra từng luồng khí hỗn độn phóng thích uy năng chí cường có thể mang vào tiên cổ mà không hề bị cánh hoa ngăn cản khó lòng mà hình dung được chiếc luân hồi bàn này kinh khủng tới mức nào lúc này hắn khống chế chiếc luân hồi bàn này để trấn áp hết thể mọi người muốn hất bay toàn bộ ra khỏi võ đài tiếp đó là đoạt danh hạng nhất tên này cũng giống như đoạn họng dùng thân thể tôn giả để sừng bá trong tiên cổ này hắn có bảo cụ hỗn độn có người kinh hãi tới biến sắc đám người xông lên đều tê dại cả da đầu cơ bản không cách nào chống lại được cho rằng dựa vào thứ này có thể áp chế tất cả mọi người hả chưa đủ đâu thập quan vương hét lớn trong giây lát nơi tay của hắn xuất hiện một cây nhỏ chỉ cao một thước bàn tay nắm chặt lấy thân cây rồi quất mạnh sang ngang lúc này ráng lành vạn tia pháp tắc vô tận đánh bay toàn bộ khí hỗn độn đang bao phủ kia mọi người hít vào hơi lạnh đó rất có thể là thế giới thụ một bên khác, Trích Tiên đầy bình tĩnh, trong tay đang cầm một chiếc sừng vô cùng cổ điển, thế nhưng khi rạch nhẹ một cái thì trời long đất lở, quỷ khóc thường gào. Trời ơi, đó là sừng của thiên nghĩ giác nha, à? là tiên giác vô thượng của thập hùng Tất cả mọi người đều ngây dại, chàng trai mang theo ngọn lửa hừng hực kia biến sắc vì một đòn không thành của mình, lại có tới hai người có thể hóa giải được uy thế của cái đòn này. Đúng lúc này thiên địa rung bần bật, vết rách hư không kia đột nhiên vang lên những tiếng can két rồi không ngừng mở rộng gần như là nổ tung đồng thời ảnh hưởng tới sự ổn định của võ đài này cái gì người của ngoại giới chuẩn bị dạo rồi mọi người hoảng sợ dân bản địa thì run rẩy trong lòng đang hoảng sợ bố cục của vạn cổ đã bắt đầu biến đổi rồi răng rắc khe lớn lan tràn qua khỏi võ đài những va chạm kịch liệt phát sinh vù một tiếng võ đài nhanh chóng hình thành một cánh cửa mở ra một truyền tống trận một vết sáng quét về phía thạch Thảo hồng cuốn lấy hắn hắn được chọn rồi mọi người nắm chặt nắm đấm có ngoại lực quấy nhiễu nên biến cục đã sản sinh võ đài này không còn vững chắc nữa cho nên đã tự đưa ra lựa chọn của mình mọi người hiểu rõ trước đây thạch Thảo đã thắng liên tiếp 800 trận là người thắng trận xuất sắc nhất cho nên mới được chọn trở lại cho ta Thập Quang Vương hét lớn, hắn vung mạnh cây nhỏ trong tay của mình, đánh ra hàng vạn luồng pháp tắc, Hồng giam cầm Thạch Hạo, Hồng kéo Thạch Hạo trở lại. Cùng lúc đó, Trích Tiên cũng xuất thủ, dùng chiếc sừng của Thiên Nghĩa Giác trấn áp tới. Giết! Yeah. Ninh Xuyên cũng động, không chỉ là bọn họ mà những người khác cũng dùng dập ngăn cản. Thời khắc này Thạch Hạo chẳng hề bảo lưu cái gì cả, mặc vào bộ giáp trụ rách nát có quan hệ với Lôi Đế, đồng thời tay phải cầm vạn linh đồ, tay trái thì cầm một chiếc vẫy dài hơn một thước, lồng khí từ chiếc vẫy kia lan tỏa ra thứ này được lấy từ thuyền cổ màu đen dính đầy máu ở nơi đầu nguồn ai cản ta thì sẽ phải chết thạch thảo hét lớn xoẹt một tiếng lớn hàng vạn mảnh vỡ đại đạo bay tán loạn sáng rực cả một vùng đất trời thế giới thụ tuy rằng chỉ có một cây non thôi thế nhưng lại vô cùng bá đạo trời sinh ra đã nuôi dưỡng vạn đạo kết hợp cùng với trời đất nó có thể sinh trưởng thành một thế giới mới cái cây nhỏ này lắc lư vang lên những tiếng vụ vụ trong không gian các phiến lá tỏa ra hàng loạt hào quang sáng chói thà hạo tay cầm vạn linh đồ tiến lên nghênh tiếp hàng vạn hình ảnh mờ ảo xuất hiện vô số sinh linh ngưng kết chặn lại cây nhỏ kia ở giữa hai người bắn ra vô số khí hỗn độn mờ ảo khiến cả tòa võ đài rung lắc dữ dội cảnh tượng khủng bố này khiến cho mọi người bất ngờ đến ngây dại đây chính là chí bảo cây non thế giới thụ thì không cần phải bàn cả thế gian đều biết sự đáng sợ của nó rồi mà khúc xương màu trắng hoang cầm ở trong tay rốt cuộc là có lai lịch gì trắng bóng loáng như ngọc uy lực cực kỳ to lớn khúc xương này chỉ bị động phòng ngự thôi chứ không hề triển khai bất kỳ công kích nào khác nữa võ đại phát sáng dần hình thành nên một cánh cửa ánh sáng tái tạo thành một truyền tống trận sức mạnh kia kéo lấy thạch hạo càng ngày càng lớn lực hút cực mạnh kéo hắn vào trong thế nhưng lại bị mọi người cản trở những bảo cụ kia quá mạnh mẽ đã ngăn cản đường đi của hắn Thiên giác nghĩ trấn áp Trích tiên xuất thủ Chiếc sừng này không dài cho lắm Thế nhưng sợ nó còn nặng hơn cả 10 vạn ngọn núi gợp lại Lực ép khiến cho tất cả mọi người Đều khó có thể thở nổi Có thể thấy được từng khoảng không gian gần nó nổ tung Bảo cụ này chứa pháp tắc trong nó tới đỉnh điểm Chính là tái hiện lại quy tắc của thiên giác nghĩ Năm xưa từng xới tung cả chín tầng trời Nếu là người bình thường Thì đã sớm nổ tung từ lâu rồi dù là vương giả cổ đại thì cũng khó mà chặn được một đòn này. Đây là pháp cốt vô thượng, không có cách nào có thể ngăn hàng nó. Cũng may là Thạch Hạo vẫn còn có thủ đoạn riêng phòng bị, có thứ có thể so sánh được. Tay phải là vạn linh đồ chống lại thế giới thụ, còn tay trái thì cầm chiếc vẫy dơ lên nghênh tiếp. Tiếng rồng gầm vang vọng cả chính tầng trời, chặn đứng trước sườn ấy. Rồng cũng có giấy ngược, nếu chạm phải thì tất nổi giận. Có người rung rẩy lộ ra vẻ tháng phục, bởi vì trong đám cư dân bản địa có người nhận ra khả năng đây chính là vẫy ngược của một con chân lông không ngờ lại được hoang cầm ở trong tay trời đất từng từng lớp lớp sụp đổ dù là võ đài cũng xuất hiện những vết nứt chằng chịt nguyên nhân là do sự va chạm của hai chiếc sừng và vẫy kia đây là sừng và vẫy trên người của thập hung là sự quyết đấu vượt qua thiên cổ một thứ đại biểu cho sức mạnh một thứ là đại biểu cho vẻ bá đạo số một số hai đại đối quyết như vậy tự nhiên sẽ đáng sợ đến vô cùng trong lúc nhất thời tựa như là trăng sao cùng trời đều rơi xuống đại đạo thường âm nhức ốc đinh tay ngăn hắn lại không thể để cho hắn chạy thoát phía sau có người hét lớn hiện giờ không phải là thời điểm quan tâm với việc đơn đã độc đấu một khi để thạch hạo đi vào trong thì chắc chắn sẽ chặt đứt mọi hy vọng của mọi người nơi đây chỉ có thể ngăn hắn lại đánh hắn rớt khỏi lôi đài thì bọn họ mới có cơ hội để vươn lên thế vô địch <laughs> người phía sau đồng loạt diễu tới. Trong lúc nhất thời, hàng loạt bảo thuật bay lượn, tất cả đều là những đại thần thông kinh hải thế gian. Thường ngày chỉ cần xuất hiện một loại thôi cũng đã khiến cho người khác kinh ngạc tới há hốc miệng rồi. Thế nhưng hiện giờ đều xuất hiện cả. Có một vài món đã thất truyền hàng trăm hàng ngàn năm, thế nhưng giờ lại hiện dưới ánh mặt trời, lại tỏa ra hào quang. Hết tập 222. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.